Hoài Thư xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phân tích và bình luận trong ngày hôm nay của chúng tôi. Kính chúc quý vị một ngày mới thật nhiều niềm vui và bình an. Kính mời quý vị đến với bài viết của tác giả Đỗ Duy Ngọc. Lại thêm 1 triệu liều vaccine Sinopharm về Sài Gòn. Phong tỏa thêm 1 tháng, người dân lại ùn ùn bỏ chạy về quê. Kính thưa quý vị, hôm nay dù cái gọi là di biến động dân cư không còn được thi hành nữa, vì đã gây ùn ứ xe cộ trên các giao lộ có chốt chặn. Tuy nhiên, vào sáng nay, nhiều con đường vẫn kín xe ùn tắc vì kiểm tra giấy đi đường. Nguyên nhân là siết chặt thời hạn giấy đi đường khiến cho nhiều người dân đã buộc phải quay đầu xe. Lực lượng chức năng giải thích cho người dân giấy ra đường chỉ có hiệu lực trong 7 ngày mà thôi, nên đã gây bất ngờ cho mọi người. Vì hầu hết người dân cho rằng chưa được thông báo là giấy ra đường chỉ có hiệu lực trong vòng 7 ngày, nên đã không thể chủ động. Điều đó cho thấy rằng trong các đợt giãn cách, không biết bao nhiêu là thông báo, bao nhiêu là chỉ thị và bao nhiêu là yêu cầu, khiến cho người dân cứ rối tinh lên, chẳng biết đường nào để mà chuẩn bị. Không phải ai cũng có điều kiện để mà theo dõi, ai cũng có phương tiện để nắm rõ những thay đổi xoay xoay của các ban bể nhà nước, hết ủy ban đến công an, hết y tế rồi lại đến công thương, hết tiêm chích xét nghiệm rồi lại đến báo đi siêu thị. Mỗi bộ phận một kiểu, chẳng thống nhất, lại nhiều khi chéo ngoe với nhau. Thậm chí là chỉ riêng mỗi cái mã code không thôi đã cũng làm cho người dân đủ rối trí rồi. Lại thêm lại mã chích ngừa, mã sổ sức khỏe điện tử, mã di biến động dân cư, mã xe chở hàng, mã cho shipper. Không biết là sắp tới còn cái mã code nào nữa hay không? Tại sao không thống nhất một ban chống dịch của thành phố quy tụ các thành phần liên quan, mọi biện pháp, chỉ thị, yêu cầu đều do ban này đồng thuận để ra một thông báo chung và người dân chỉ cần tuân theo nội dung của ban ấy, tránh cảnh trống đánh xuôi kẻn thổi ngược như hiện nay. Tình trạng các văn bản thay đổi liên tục xuất phát từ việc thực hiện giãn cách thiếu chuẩn bị và thiếu tầm nhìn. Người đưa ra văn bản và bộ phận trợ lý thiếu tầm và thiếu tư duy. Nên văn bản khi đưa ra thực hiện không khả thi và có nhiều lỗ hổng đang chỉnh sửa và ra văn bản tiếp. Nhưng thực chất văn bản kế tiếp đó cũng không phù hợp thực tế và cũng không triển khai được. Tiếp nữa, nhiều văn bản thông báo thiếu cụ thể, nhiều chữ nhưng lại chung chung khiến bộ phận thi hành ở dưới xử lý theo cảm tính, cửa quyền, lạm dụng quyền lực và tùy tiện. Một quyết định sai thì hàng triệu người phải lãnh hậu quả. Cho nên văn bản trong thời gian nước sôi lửa bỏng như thế này thì phải rõ ràng, khoa học và khả thi. Tránh những kiểu đánh trống bỏ dùi và hô khẩu hiệu. Tất cả những hạn chế đó cuối cùng người dân là nạn nhân mà thôi. Rồi nhiều chủ trương, chính sách của thành phố vừa qua bị những hạn chế này khiến cho người dân thêm lao đao. Hai ngày qua ở thành phố đã có hàng ngàn người tìm cách về quê bằng xe gắn máy vào đợt 2. Dù chính phủ đã ra chỉ thị cấm và thành phố yêu cầu ai thì ở yên chỗ đó, đoàn người bị chặn lại và đêm hôm qua rất nhiều người trong đoàn đã ngủ qua đêm trên hành lang xa lộ. Nhìn những người nằm vật vã bên đường, trong đó có cả những người già, phụ nữ và trẻ em, ai lại không thấy đau lòng. Cũng may là không xảy ra tai nạn nào, nằm lề đường kiểu này lúc đang đêm rất dễ gây ra cảnh chết người. Họ còn biết về đâu. Lớp thì bị chủ nhà đuổi vì không có tiền để trả tiền thuê nhà, người thì đã đành thu xếp ở lại để quy hương, còn đâu trốn để trở về lại. Thì đành nằm giữa xa lộ này mà thôi. Cũng cảm ơn trời, đêm qua không mưa, lỡ có mưa thì họ không biết xoay sở như thế nào nữa. Nhưng sương đêm gió lạnh và không khí trong mùa dịch, không biết đêm qua rồi có ai phải dính dịch không? Còn 30 ngày nữa, 30 đêm nữa họ phải sống làm sao giữa trời đất như thế. Thật ra họ cũng đâu muốn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất như vậy. Ai không muốn có giường có chiếu, ai lại không muốn có một cái nhà che thân. Nhưng hoàn cảnh buộc họ không còn sự lựa chọn nào khác. Họ phải tháo chạy để khỏi phải đói, khỏi phải thấy cái chết đang rình rập. Trong cơn dịch này, từng lớp người dễ bị dính nhất chính là họ. Nên họ phải lìa bỏ thành phố này để trở về nhà. Trong lần quay về đợt trước, nhà nước đã có đề nghị cứu trợ khẩn cấp, nhưng rồi đã ra lệnh chấm dứt từ ngày 1 tháng 8 năm 2021. Mà ngay lần trước, việc cứu trợ cũng không hiệu quả và nhiều nơi không đúng đối tượng vì nhiều kê thủ tục. Đứng trước tình cảnh của hôm nay, đề nghị chính phủ nên có biện pháp hỗ trợ cho đồng bào.
có thể tổ chức lại những chuyến xe tình nghĩa, có thể trợ cấp không qua các thủ tục rối rắm để họ có thể an tâm ở lại chờ ngay cuộc sống trở lại bình thường. Những người dù chỉ là tạm trú cũng nên được chích ngừa và được bình đẳng trong việc hỗ trợ lương thực, cũng như khi vào bệnh viện. Đó không những là trách nhiệm của những người lãnh đạo mà còn là nghĩa đồng bào. Vào sáng ngày 15 tháng 8, thành phố có tổ chức lễ phát huy sức mạnh toàn dân tham gia phòng chống dịch và ra mắt trung tâm tiếp nhận, hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ cho người dân khó khăn bởi dịch bệnh. Trong buổi lễ, Phó Bí thư Phan Văn Mãi có phát biểu rằng, với tinh thần lấy sức dân để chăm lo cho dân, thành phố đã kêu gọi và nhận được sự chia sẻ hỗ trợ đầy nghĩa tình từ khắp nơi trong cả nước. Cái câu nói lấy sức dân chăm lo cho dân gây cho dân thêm nỗi lo âu. Giãn cách kéo dài, đời sống của nhân dân càng lúc càng khó khăn, nhất là từng lớp nhân dân lao động nghèo. Dân còn sức đâu để mà lấy dân chăm sóc cho dân. Bản thân từng gia đình còn phải vật lộn với miếng cơm manh áo hàng ngày, không còn phương sinh kế thì còn sức đâu nữa mà lo. Đây là dịp mà các doanh nghiệp lớn ra tay giúp cho người dân, cũng là cơ hội để cho những cán bộ ở biệt phủ đi xe đắt tiền, ăn chơi phung phí tiền bạc đô la, hạt xoan đầy túi, nên mở hầu bao két sắt để giúp cho người dân, cũng là một dịp để trả nợ cho người dân. Hay là quý vị đã đem hết để mua thẻ xanh, mua lâu đài, mua trang trại và cho vào chương mục nước ngoài hết rồi. Trải qua mấy cơn dịch bệnh, chưa thấy cán bộ nào bỏ tiền túi ra để giúp cho người dân một cắc bạc nào. Chỉ thấy mấy tên lợi dụng cơ hội mua bán nâng khống giá tiền mà thôi. Lại cũng thấy nhiều quan an nhàn vác gậy đi đánh gôn, hẹn hò tình tứ ngoài luồng, ăn nhậu say sưa. Sống chết mặc bay, tao có tiền thì tao có quyền. À mà giờ có tin báo đăng ông bà cán bộ nào đó bỏ tiền túi ra để làm từ thiện, chắc là mọi người sẽ không tin đâu nhỉ. Cái thời chiến tranh, không có người dân thì lấy đâu mà có chiến thắng để có chức tước cũng như tài sản như bây giờ. Nhưng khi nắm được chính quyền, có mấy quan còn ai nghĩ đến người dân, đến những người đã hy sinh thân mình cũng như tài sản của mình để góp phần làm nên chế độ. Bây giờ, trong cơn hoảng nạn, lại đòi lấy sức của người dân. Đây là lúc nhà nước thể hiện tinh thần vì dân, lo cho dân hợp tình, hợp lý nhất. Từ hồi đại dịch cho đến nay, biết bao nhiêu tổ chức, biết bao nhiêu cá nhân đã hết lòng với người dân nghèo. Có một anh thanh niên 30 tuổi, suốt ngày rong đuổi trên mọi nẻo đường phố để tặng cho những người nghèo hè phố những ổ bánh mì, những hộp khẩu trang, những chai dầu gió với những lời nói rất chân tình và vui nhộn. Khi ca nhiễm mới vẫn không ngừng tăng cao và số tử vong mỗi ngày một nhiều hơn. Không chỉ chết ở các bệnh viện mà số người qua đời ở ngay tại nhà của mình cũng rất nhiều. Đa số người chết tại nhà ở trong các khu lao động nghèo, không có tiền và phương tiện để lo hậu sự và đem thiêu. Trong những khó khăn như thế, tình người và tinh thần đùm bọc lại có dịp phát huy khi gia đình có người qua đời vì dịch bệnh. Nhóm hỗ trợ mai táng không đồng của chị Giang Thị Kim Cúc và các cộng sự đã rong đuổi trên đường nhiều tuyến đường của Sài Gòn để giúp đỡ mai táng cho những hoàn cảnh không may qua đời trong thời gian này. Nhóm mai táng không đồng sẽ hỗ trợ trọn gói miễn phí 100% cho những bệnh nhân xấu số mắc bệnh COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn, từ khâu khâm liệm tới lúc mang tro cốt về cho gia đình hay là gửi lên chùa. Có nhìn thấy những video clip và những hình ảnh công việc họ thì ta mới thấy tình người đẹp biết bao và nhiều người xem họ như Bồ Tát giữa đời thường. Bất kể là ngày đêm và bất kể ở khu vực nào, khi có cuộc gọi, tất cả đều lên đường. Có nhiều người chết ở trong hẻm nhỏ, chỉ một người qua lọt mà thôi. Thậm chí có người chết ở trên tầng của một căn nhà chỉ 1,2 mét chiều ngang. Xác không thể mang xuống được nên cả đội phải kê ván, ghép cây làm cầu thang ở hành lang để mang xác xuống. Các khâu tìm áo quan tẩm liệm đem thiêu với các thủ tục giấy tờ nhóm đều lo tất. Nhóm của chị Cúc có 5 thành viên là nữ và 8 thành viên là nam. Mỗi người đều được phân một nhiệm vụ khác nhau. Và khi làm như vậy, họ có sợ không? Họ có ngại bị nhiễm bệnh không? Có chứ. Dù khi bắt tay vào công việc, ai cũng phải trang bị cho mình bảo hộ đầy đủ để tránh nhiễm dịch bệnh. Họ thuộc nhiều thành phần khác nhau, có người thì làm kinh doanh, có người thì làm tiếp viên máy bay,
có người đang làm việc nhà nước và có người làm ăn tư nhân, nhưng họ cùng đồng lòng trong việc lo toan hậu sự cho những người đã mất. Trong nhóm đó, ai cũng nghĩ rằng việc mà chúng mình làm đều xuất phát từ trái tim. Và vì vậy, họ không còn sợ hãi khi tiếp xúc với xác chết, sẵn sàng xông pha để giúp đỡ cộng đồng. Có một người tên là Phan Quế Chi, sinh năm 1996, là nữ tiếp viên hàng không của Bamboo Airways, là một trong số những thành viên nữ của nhóm mai táng không đồng phát biểu rằng những việc chúng mình làm đều xuất phát từ trái tim, vì từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Mình rất xót xa khi mỗi ngày phải chứng kiến quá nhiều sự mất mát và đau thương. Bởi vậy, mình không nghĩ gì nhiều, cứ thế mà đi thôi, giúp được gì thì giúp. Phụ được gì thì phụ. Mình không đủ sức khỏe để làm các công việc nặng thì mình sẽ làm những khâu giấy tờ, kiểm đếm vật tư. Mong muốn lớn nhất trong hành trình này của mình là có thể sát cánh với đồng đội để giúp đỡ thêm được nhiều người hơn nữa. Ước gì có thể giúp được hết tất cả mọi người. Mong dịch bệnh sẽ qua mau để trả lại sự bình yên vốn có cho đất nước. Xin trân trọng cảm ơn các bạn trẻ với lòng cảm phục vô cùng. Tấm lòng của các bạn như những đóa hoa nở bùng trong màn đen tối của cơn đại dịch. Sài Gòn đang có những giọt nước mắt, nhưng việc làm của các bạn đã khiến cho những giọt nước mắt đấy bớt đi bi thương. Hiện nay ở thành phố không biết bao nhiêu tổ chức, hội nhóm, cá nhân lặng thầm làm từ thiện. Và SOS Map, một bản đồ từ thiện ra đời như một sợi chỉ nối liền khoảng cách giữa người khó khăn, dù ở bất cứ nơi đâu trên tổ quốc, với các mạnh thường quân luôn sẵn sàng giang tay cứu nguy. Dựa trên nền tảng Google Maps, SOS Maps đã định vị trí của những người cần nhận, cho và kèm theo một số thông tin cụ thể như số lượng hàng hóa cần cho và nhận, cũng như hoàn cảnh của những người muốn nhận. Với sự giúp đỡ của SOS Maps, chỉ qua một vài thao tác rất là đơn giản, những người cần và người cho có thể kết nối được với nhau. Và nhờ có SOS Maps, tổ chức từ thiện dễ dàng tìm thấy những khu vực, những hàng hóa của người nghèo đang cần để đáp ứng một cách thiết thực và khẩn trương nhất. Trong khó khăn dịch bệnh, đã xuất hiện nhiều sáng kiến tiện lợi và có ích, giúp được cho cộng đồng. Tuy vậy, cũng có những sáng kiến chỉ làm cho cộng đồng thêm rối rắm và cản trở công việc chống dịch, khỏi nói thì ai cũng đã biết rồi. Mặc dù SOS Map đã giúp đỡ được rất nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn vượt qua cơn hoạn nạn, bởi sự chia sẻ của các mạnh thường quân. Tuy nhiên, trong số lượng người cần nhận hỗ trợ thì quá lớn, cũng như hệ thống của SOS Map vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nên không thể tránh khỏi những trường hợp chưa được nhận kịp thời. Đấy là điều rất là tiếc nuối. Kết thúc nhật ký vào ngày hôm nay, xin đăng một status của một Facebook cho thấy trách nhiệm của những lãnh đạo cấp địa phương vô cùng quan trọng. Hiện nay có nhiều nơi, nhiều lãnh đạo cấp phường và tổ trưởng dân phố vì lười biếng, vì thiếu trách nhiệm, vì sợ lây nhiễm nên không hoàn thành nhiệm vụ với người dân, nhiều khi gây hậu quả rất là nghiêm trọng. Chết là điều không đáng sợ, thời gian chờ chết mới là điều đáng sợ. Có một gia đình gồm 7 người ở giữa lòng Sài Gòn, chung cư Tôn Thất Thuyết, số 4 Vĩnh Hội, phường 4, quận 4. Tự test nhanh dương tính từ ngày 11 tháng 8 thì báo cáo cho phường, nhưng phường đã không có bất kỳ động thái gì nên gia đình đã phải tự tìm đến Hòa Hảo, làm PCR có kết quả hầu như là F0 phải cách ly tập trung theo quy định. Nhưng đưa kết quả PCR cho phường thì phường cũng im re, không hề có bất kỳ động thái gì, không giám sát, không cách ly, không phong tỏa và cho F0 tự do đi lại trong khi cả khu vực này F0 rất là nhiều. Người nhà cũng tự điều trị đến ngày 15 tháng 8 thì có một cụ lớn tuổi suy hô hấp nên đã phải xử lý thở oxy để duy trì và song song gia đình vẫn tự liên hệ bệnh viện dã chiến số 4 Vĩnh Lộc Bình Chánh. Đồng ý tiếp nhận nhưng yêu cầu phường phải đẩy số liệu dịch tễ học lên cổng thông tin của hệ thống thì mới nhận bệnh nhân được. Phía phường thì nói không biết cổng là gì cả và bệnh nhân thì ngày càng thoi thóp. Khuyên người nhà cứ đưa ngay vào bệnh viện thì chắc chắn sẽ nhận, nhưng người nhà nói bệnh nhân quá yếu rồi nên phải có chỗ chịu nhận mới dám đưa đi, nghe cũng phải thôi. Con gà và quả trứng giữa lòng Sài Gòn biết kêu ai? Hay là cứ duy trì thở oxy tại nhà và chờ chết mà thôi? Thật sự hết biết. Càng triển khai mô hình điều trị F0 tại nhà, nhưng phương án hỗ trợ khi chuyển nặng không rõ ràng, cụ thể cho cả hệ thống thì đúng là
Ai còn sống trong lúc này chỉ là ơn trời mà thôi. Đúng là trong đại dịch tất cả là ơn trời hên xui. Cảm ơn quý vị đã xem đến cuối bản tin ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo của chúng tôi.